Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với phần 40 năm của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời các bạn cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ trong hồng mông không gian, đột nhiên, oanh... Một tiếng vang thật lớn, vô số luồng hồng mông linh khí cường đại thổi ra tạo một khu vực chân không, trung tâm là nơi Tần Vũ ngồi bế quan. Thì ra là vậy, thì ra là như vậy. Thân vận hắc bào, Tần Vũ lúc này đứng trong hư không ngửa đầu cười lớn. Aha, tam đệ, chuyện gì có thể khiến cho ngươi cao hứng như vậy? Lâm Mông tới bên cạnh Tần Vũ ân cần hỏi, bởi Lâm Mông rất chờ mong, hy vọng Tần Vũ đã tìm ra biện pháp tới không gian của người chết. Hai người Hồng Mông và Lâm Mông đã sống nhàm chán nhiều diễn kỳ rồi, khiến cho Lâm Mông càng tu luyện điên cuồng. So sánh với đại ca Hồng Mông, ông càng thêm khát vọng làm cho thực lực của mình có bước nhảy mới. Nhị ca, Tần Vũ đầu tiên nhìn thấy Lâm Mông, sau lại thấy đám người Hồng Mông phía sau. Đại ca, các người cũng ở đây sao? Chúng ta vẫn một mực mong chờ tin tốt của ngươi đây. Hồng Mông trả lời. Thạch Thiên nữa sao? Tần Vũ nhìn thấy Thạch Thiên lại ở cùng một chỗ với Hồng Mông, ngạc nhiên nói. Thạch Thiên xin ra mắt Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Tần Thạch Thiên cuống quýt hành lễ, vì trong lòng Tần Thạch Thiên không có Thái Thượng Tam Trưởng Lão thì không thể có Tần Thạch Thiên hôm nay. Bởi vậy đối với Tần Vũ thì Tần Thạch Thiên luôn có thái độ sùng bái. Vũ trụ của Thạch Thiên đã đại thành rồi sao? Sau này ta phải gọi ngươi là đệ đệ rồi. Tần Vũ cười cười nói. Thạch Thiên không dám, trong lòng Thạch Thiên ngài vĩnh viễn là Thái Thượng Tam Trưởng Lão của ta. Tần Thạch Thiên không phủ nhận sự thành tựu vũ trụ của mình, nhưng ngữ khí vẫn cực kỳ cung kính. Đừng ngại, đừng ngại, đã tu luyện tới cấp độ này của chúng ta đã không còn phân biệt bối phận nữa rồi. Nếu ngươi không ngại thì hãy gọi ta một tiếng Tam Ca đi. Tần Vũ cười nói. Thạch Thiên xin tuân lời Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Tần Thạch Thiên đối với lời của Tần Vũ từ trước tới nay không dám có chữ không. Kìa, vẫn còn hô Thái Thượng Tam Trưởng Lão sao? Tam Ca. Tần Thạch Thiên hô không được tự nhiên cho lắm, bối phận có vẻ hơi loạn. Cổ Bàn là tứ đệ, vậy hẳn là ngươi là ngũ đệ rồi, hy vọng ta đoán không sai. Tần Vũ cười cười nhìn sang Cổ Bàn, càng chứng thực suy đoán trong lòng. Tam Ca nói rất đúng. Tần Thạch Thiên trả lời. Năng lượng trên người ngươi sao lại biến đổi rồi? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc Tần Vũ tiến vào bế quan nghiên cứu tân khí thể, tên của Cổ Bàn vẫn chưa hoàn toàn biến mất trên hồng mông kim bảng, còn chuyện xảy ra sau đó lại càng không biết chút nào. Lần này xuất quan lại thấy năng lượng trong cơ thể Cổ Bàn trở thành khổng lồ thì không khỏi ngạc nhiên lên tiếng hỏi. Tam Ca, vũ trụ của ta cuối cùng đã sụp đổ, nhưng sau khi bị sụp đổ thì toàn bộ năng lượng của nó lại có khuynh hướng hội tụ toàn bộ vào thân thể của ta, thành ra mới như thế này đây. Cổ Bàn trả lời. Kể ra cũng không tệ, ít nhất về phương diện lực lượng ngươi đã hơn bọn ta một bậc rồi. Tần Vũ nói. Tam đệ, ngươi vừa rồi xuất quan đã cười to, phải chăng đã tìm ra phương pháp tới không gian người chết rồi? Lâm Mông không để bọn họ tiếp tục tán gẫu, lập tức lại đem vấn đề vừa rồi ra hỏi. Mấu chốt là lem hồng mông linh khí cùng tử khí kết hợp tạo thành tân khí thể. Như thế khí thể vốn vô cùng kiên cố, nhưng lại có cảm giác hư vô mờ mịt. Sau khi phát hiện ra đặc tính ấy, ta liền đem hấp thu, kết quả lại càng khiến người ta phải ngạc nhiên. Khí thể ấy lại có thể so sánh với huyền hoàng khí, thậm chí khí thể đó có thể che giấu tất cả năng lượng mà chúng ta sở hữu. Tần Vũ giải thích. Hấp thu ư? Hồng Mông lắc đầu nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng nghiên cứu qua, khí thể như thế nhiều nhất chỉ có thể dùng để luyện thể. Lợi dụng đặc tính cứng chắc giống huyền hoàng khí thì cũng chỉ có thể làm cho thân thể cứng cỏi hơn mà thôi, cũng không thể hấp thu. Đại ca nói rất đúng, khí thể ấy có thể luyện chế thân thể chúng ta hoặc vũ khí, nhưng hấp thu thì đã sẽ bị bài xích ngay. Cổ Bàn cũng phụ họa nói. Có lẽ chúng ta vẫn chưa hiểu được ý của Tam Đệ. Tam Đệ cũng vẫn chưa nói ra chuyện chính, làm sao có thể đi tới thế giới người chết đây? Lâm Mông lại hỏi lại vấn đề này đến lần thứ ba, có thể thấy nội tâm sốt ruột của hắn. Ta còn tưởng là... Tần Vũ sắc mặt có chút buồn bã, chợt nói. Ta đã phát hiện tân khí thể cùng thế giới người chết có liên lạc. Chúng ta chỉ cần dùng lực lượng cực mạnh đánh vào tân khí thể, sẽ sinh ra một thông đạo nối liền hai giới. Bất quá thông đạo kia vô cùng yếu ớt, không thể đủ cho đẳng cấp chúng ta đi lọt qua.
Nếu cố dùng thông đạo có thể hoàn toàn bị băng liệt, thậm chí chúng ta có thể bị thông đạo xé rách. Tam đệ, đúng là tam đệ, chỉ dựa vào bế quan, minh tưởng mà đã có thể đoán được tân khí thể có liên lạc hai giới. Hồng Mông cười to nói, thì sao, nghe giọng đại ca hình như đã thử qua rồi. Tần Vũ tò mò hỏi, đâu có đâu có, đúng là sau khi cổ bàn hấp thu quá nhiều vũ trụ lực, năng lượng quá tải, thân thể hấp thụ không nổi, liền dùng huyền hoàng khí thừa đó luyện chế ra một khai thiên phủ, bổ ra một cái tân khí thể. Sau đó liền xuất hiện một cái khe hở thông đạo nối liền hai giới. Cái khe đó đã chứng thực đích thực có tồn tại một thế giới người chết, đúng như lời của bà nói. Lâm Mông giải thích, như vậy giả thuyết của ta hoàn toàn chính xác. Tần Vũ tự tin nói, lập tức hỏi lại, vậy cái khe đó đâu rồi? Sau khi mở ra không lâu thì biến mất luôn rồi. Bốn huynh đệ từng liên hợp cùng đồng thời cố gắng mở ra một cái khe đủ lớn để có thể đủ cho mấy người có thể đi qua, nhưng đều thất bại. Đúng là có thể mở ra một cái khe lớn hơn một chút, nhưng nghe rằng chúng ta tiếp tục bảo trì công kích cũng giống nhau thôi, phí lực vô ích. Cái khe ấy duy trì được khoảng 10 năm, sau đó không có công kích nào gia trì thêm thì cũng dần dần biến mất. Lâm Mông tiếc rẻ nói, nguyên lai là như vậy. Tần Vũ tự hỏi một hồi cũng phải tiếc hận. Đáng tiếc các ngươi không thể hấp thu tân khí thể, không dựa vào rèn luyện thân thể chỉ có thể làm cho cái khe đó càng thêm khó thừa nhận. Tam đệ không cần tiếc rẻ đâu, chúng ta dù sao vẫn có biện pháp mà. Hồng Mông tiến lại rồi nói tiếp, để huynh đệ chúng ta hợp sức vì ngươi mở ra một cái khe, ngươi hãy tranh thủ mau đi xem tình hình con ngươi. Tạ ơn đại ca. À, đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ, ta tin tưởng các ngươi rất nhanh cũng có thể tới được chỗ đó thôi, ta ở bên kia chờ các huynh đệ. Trò chuyện một lát, Tần Vũ liền hỏi kỹ cổ bàn về một chút đặc tính cơ bản ở thế giới người chết, nhằm sau này dễ hoạt động hơn. Sau đó Tần Vũ và mấy huynh đệ hợp sức đánh ra mở một khe thông đạo. Vì thân thể đã hấp thu tân khí thể nên đã hóa thành hư vô, do đó dễ dàng bay lọt vào trong khe hở. Trước khi Tần Vũ đi, cổ bàn cũng hỏi Tần Vũ về tân khí thể. Lúc này hắn đang thì thào lẩm bẩm, đặc tính cứng chắc, đặc tính hư vô, như có như không, khe thông đạo hai giới ư? Một hồi sau, cổ bàn đột nhiên kêu lớn, đại ca, nhị ca, ngũ đệ, ta cần phải bế quan, có lẽ sẽ rất nhanh thôi, khi xuất quan có thể mang đến tin tốt cho mọi người. Nói xong, không đợi mấy người hồi đáp, liền lập tức tiến vào trong tân khí thể ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. Tứ đệ này cũng thật là người vội vã. Hồng Mông đùa cợt, có lẽ khi tứ đệ xuất quan có thể mang đến cho chúng ta tin tốt thật thì sao? Lâm Mông hai mắt nóng rực tỏa ra ánh mắt đầy khát vọng. Tại vô danh không gian tầng thứ nhất, một bóng người thân vận hắc bào xuất hiện trong hư không, đó chính là Tần Vũ vừa vượt qua thông đạo. Do đã hóa thành hư vô nên Tần Vũ lúc này không hề cố kỵ, thần thức trong nháy mắt trải rộng cả 18 tầng không gian, rất nhanh đã tìm được nơi Hồng Quân cùng bọn Tần Tư. Ồ, đây là khí thức của Tả Di ư? Tại thần giới của mình, sau khi làm cho Tả Thu Mi sống lại từ Lưu Tinh Lệ, Tần Vũ đã theo lập nhi mà gọi Tả Thu Mi là A Di. Bà không phải là đang ở cùng một chỗ với Lan Thúc hay sao? Tại sao lại... Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới một khả năng, trong lòng bối rối. Tả Thu Mi đã chết, làm cho bà sống lại chẳng qua chỉ là do mình ngưng tụ nên thân thể mới, trong đó lại gia nhập trí nhớ của Tả Thu Mi là Lưu Tinh Lệ mà thôi. Còn Tả Thu Mi chân chính thì đã chết, chân linh tất nhiên là phải ở thế giới của người chết rồi. Hai Tả gì? Tần Vũ bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Tần Vũ đột nhiên lại muốn tìm một người, lập tức vội vàng dùng thần thức tìm khắp 18 tầng không gian một lần nữa. Lâm Phi, người vì Hồng Quân mà chết, trí nhớ của nàng được Tần Vũ âm thầm phục chế một lần, rồi sau đó thấy Lâm Phi gặp nạn vô tình mà chết đi, liền dùng phần trí nhớ kia làm cho nàng sống lại. Nhưng hôm nay có lẽ nàng cũng có mặt trong không gian này, một thân phận giống như Tả Thu Mi. Không có ư? Ở không gian người chết này phải chăng có thể chết một lần nữa? Tần Vũ suy nghĩ một chút liền đoán được, nghĩ đến Lâm Phi đúng là lại chết một lần nữa thì trong lòng cảm thấy buồn bã. Hàn Thư, nghĩ tới đồ đệ đầu tiên chính bởi mình mà chết, Tần Vũ trong lòng luôn thấy đau đớn. Lúc này đang trong 18 tầng không gian cũng không kìm thấy ký tức của Hàn Thư, điều này nói lên rằng Liễu Hàn Thư cũng rất có thể đã hoàn toàn tiêu tán. Sự buồn bã lại càng tăng thêm. Một hồi sau, Tần Vũ tỉnh lại, lại dùng thần thức đảo qua 18 tầng không gian này một lần nữa. Ồ,
Đây là đồ đệ của Hầu Phí, không ở cùng một chỗ với Sưng Nhi. Nơi này có một số lượng khổng lồ thần nhân, thiên thần, thậm chí số thần vương cũng nhiều gấp không biết bao nhiêu lần tổng số thần vương trong thần giới của mấy huynh đệ chúng ta. Có hai thiên tôn, trong đó một người dĩ nhiên là thiên tôn của thần giới, của vũ trụ, đại ca Hồng Mông bị Nhị Ca giết chết. Còn người kia có lẽ là vừa mới lĩnh ngộ thời gian đảo lùi pháp tắc không lâu, bộ dáng chưa thành thục cho lắm. Chợt nghĩ tới, thần thức Tần Vũ xuyên thấu qua tầng mây màu xám, tiến tới sâu phía sau tầng mây ba cung điện. Xem ra những trưởng khống giả thế giới này đúng là những kẻ xa xỉ. Tần Vũ lợi dụng thân thể do hấp thu tân khí thể làm cho thân thể cùng linh hồn, thần thức đều hóa thành hư vô. Do đó, ông không lo sẽ bị trưởng khống giả của tử giới phát hiện. Nếu như bị phát hiện, chỉ dựa vào việc thân thể Tần Vũ là được luyện bởi huyền hoàng khí, đồng thời lại hấp thu tân khí thể, dù là tử chiến cũng không sợ. Nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của người khác, nếu thật sự chiến đấu, ai thắng ai thua thì chưa biết được. Hơn nữa, Tần Vũ đi chuyến này không muốn tìm phiền toái, bớt đi một chuyện phiền phức thì càng tốt. Tử giới lại chỉ có 3 người trưởng khống giả thôi sao? Tần Vũ lục soát cẩn thận cả 3 tòa cung điện cũng không có phát hiện thêm khí tức của người nào khác. Nhưng hắn lại nhìn ra từ vị trí sắp xếp của 3 tòa cung điện của trưởng khống giả mà phát hiện trong đó có một vị trí ở phía trên thay vì một cung điện lại là một gian nhà cỏ. Coi như cũng tìm được một người mộc mạc giản dị. Tần Vũ cười cười, không tiếp tục dò xét xung quanh nơi ở của các trưởng khống giả nữa. Cuối cùng, Tần Vũ vừa mới thu hồi thần thức về, khi qua tầng không gian thứ 8 liền phát hiện khí tức của 3 trưởng khống giả. Bọn họ hình như đang lục soát tìm kiếm cái gì đó ở đây. Có điều lạ, tại sao lại chỉ có 3 người? Tần Vũ kỳ quái nói thầm. Lại một lần nữa, thần thức bao trùm lên tầng không gian thứ 9, tới bên trong lĩnh vực tinh thần. Ồ, Tần Vũ đột nhiên nở nụ cười. Tư Nhi, tiểu tử này... Thần thức Tần Vũ dò tra tìm được Tần Tư. Lúc này, Tần Tư đang cùng Băng Nghiên, hai người đang ở giữa ngọn núi cùng nhau, ngồi trên một nhánh cây to, dựa sát vào nhau, hai bên ríu rít tâm tình, anh em. Cô gái này là Kim Hình Quân sao? Trong ấn tượng của ta, Kim Hình Quân hình như từ trước tới nay không có để cho nữ tử đảm nhiệm. Chẳng lẽ là mấy ngàn vạn năm gần đây xuất hiện ra? Nhanh như vậy đã đạt tới cảnh giới thần vương rồi. Với lại hình như lực lượng của nàng ta so với Tư Nhi còn muốn thâm hậu hơn. Tần Vũ thì thào lẩm bẩm. Tiếp đó, khi đang dò xét những người khác, ông phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Kỳ quái, khu vực ngàn dặm ở chỗ bọn chúng giống như là tự hình thành một thế giới khác vậy. So với năng lượng pháp tắc cao độ của 18 tầng không gian hoàn toàn bất đồng. Thật là một thế giới cổ quái. Không đúng, hình như... Tần Vũ phát hiện phạm vi ngàn dặm này đang di động. Mặc dù mức độ rất nhỏ, nhưng rõ ràng là đang di động. Hơn nữa, trung tâm của không gian di động này lại là một người. Người này đang đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn nhìn về hướng Tần Tư, hình như đang chờ đợi bọn họ quay về, lại không đành lòng kêu gọi bọn họ. Vậy mà lại có thể nhẫn lại được như thế. Người này quả là một người tốt. Sưng Nhi cùng Tư Nhi cùng một chỗ với hắn, chỉ không cần bị trưởng khống giả phát hiện, cũng không cần lo lắng có gì nguy hiểm. Tần Vũ thì thào lẩm bẩm. Tiếp theo, Tần Vũ lại dò xét tới cánh cửa lục đạo luân hồi. Chỉ có điều, thần thức của ông không cách nào xuyên thấu qua trong đó, chỉ có thể dụng thần thức mô phỏng một cái hình thể đại khái. Cánh cửa luân hồi này hay là để sau này sẽ nghiên cứu tiếp vậy? Sưng Nhi hắn vẫn còn đang luyện hóa vật gì đó, những người khác đang bế quan tu luyện, Tư Nhi thì không tiện quấy rầy. Còn cái người có thể thay đổi thời gian pháp tắc quanh mình kia, ta lại không biết. Hay là trước cẩn thận lục soát thử xem có người nào quen hay không. Tần Vũ mỉm cười, bắt đầu từng tầng một cẩn thận dùng thần thức ra quét tìm kiếm. Đang lúc Tần Vũ lục soát đến tầng thứ nhất của thượng tầng cửu, nguyên vẻ mặt thản nhiên lúc trước rõ ràng hơi ngưng trọng lại. Tiếp đó lại lần nữa lục soát kỹ lưỡng cái khu vực kia. Sau khi xác định, thân hình Tần Vũ kích động run bần bật. Chỉ chốc lát, Tần Vũ liền rơi lệ đầy mặt, thần sắc tức thì trở nên thống khổ. Tần Vũ là tầm cỡ nào đã trở thành trưởng khống giả, lúc này lại thất thanh khóc òa lên. Hồi lâu, Tần Vũ mới nghẹn ngào khẽ khẽ kêu một tiếng: "Liên gia gia." Liên Ngôn là trưởng bối thời thơ ấu của Tần Vũ, từ nhỏ đến lớn, chính Liên Ngôn thực sự là người gần gũi chăm sóc Tần Vũ thường xuyên nhất. Hồi đó, lúc ở Vương phủ, ông chính là do Liên Ngôn dẫn dắt chăm sóc. Đến khi tới Vân Vũ Sơn Trang, ông vẫn được Liên Ngôn chăm sóc.
hàng ngày sống cùng một chỗ với Liên Ngôn đúng là thời gian vui sướng nhất của Tần Vũ lúc thiếu thời. Một tiếng gọi Liên Gia Gia rất thân thiết, một tiếng kêu Tiểu Vũ kia thật hiền hậu, tất cả vẫn luôn ẩn sâu tận đáy lòng của Tần Vũ. Cho tới nay, Tần Vũ cũng rất buồn phiền, ân hận. Lúc ấy khi Liên Ngôn đại chiến với Dịch Khinh Ngữ, nếu như chính mình có thể nhanh hơn một bước, Liên Gia Gia cũng không phải chết ở trong lòng mình. Hoặc là nếu như mình mặc kệ, không kể gì, giữ lấy Diên Gia Gia, không cho ông ấy đi làm nhiệm vụ, Liên Gia Gia cũng không cần phải dùng Dịch Khinh Ngữ đồng quy vu tận. Ở trong lòng Tần Vũ, Liên Ngôn nằm ở vị trí rất cao. Thời niên thiếu, Liên Ngôn sớm tối lúc nào cũng thường xuyên theo sát Tần Vũ. Từ lâu sớm đã được Tần Vũ đặt vào vị trí cao ngang bằng với phụ thân Tần Đức. Có thể nói không có Liên Gia Gia hồi đó sẽ không có Tần Vũ ngày hôm nay. Ơn nuôi dưỡng khó báo đền, đợi đến khi Tần Vũ thực sự có thực lực lại mãi mãi không còn nhìn thấy vị trưởng bối hiền lành phúc hậu này nữa. Sau khi trở thành trưởng khống giả, Tần Vũ không ngừng nghĩ đến Liên Gia Gia, nhưng đành chịu biết làm thế nào đây. Trưởng khống giả cũng không phải thực sự là trưởng quản hết thảy. Cho dù là làm sống lại một người cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, một cái ước muốn nho nhỏ như vậy cũng không thể thực hiện. Trong từ đường của Từ Huyền Phủ, ở trong Tân Vũ Trụ của Tần Vũ trên thần giới, bài vị của Liên Ngôn từ trước đến nay vẫn được đặt ở vị trí cao nhất, có thể thấy được vị trí của Liên Ngôn ở trong lòng Tần Vũ. Hôm nay Tần Vũ phát hiện Liên Ngôn không có chết, như thế nào có thể khiến ông không cảm thấy hạnh phúc cho được. Mấy ngàn vạn năm thời gian mau chóng trôi qua, thời gian không làm phai mờ đi những hồi ức trong lòng người có hoài tâm. Khí tức của Liên Ngôn vĩnh viễn khắc sâu vào trong đầu óc của Tần Vũ. Mấy ngàn vạn năm trôi qua, khí tức quen thuộc này khiến cho tâm tình của Tần Vũ phải mất hồi lâu mới yên tĩnh, lại lần nữa sôi trào bùng lên. Phòng chứa củi tại Bắc Phủ, một lão nhân kim đan sơ kỳ đang chẻ củi trong phòng. Đạt tới kim đan sơ kỳ như thế, con người đã được liệt vào cảnh giới thượng tiên. Các loại dùng sức lực chẻ củi như thế này quả thật có thể nói là rất đơn giản. Chỉ có điều, nếu như đang ở thế giới con người làm kẻ giới chẻ củi, việc này đúng thật không tính là gì. Nhưng còn như tại tầng thứ nhất của thượng cửu tầng, ở cái địa phương cao thủ kim đan kỳ đông đảo thế này đây, chẻ củi lại không phải là cuộc sống nhẹ nhàng thoải mái. Lão nhân kim đan sơ kỳ này kỳ thực tốc độ chẻ củi rất nhanh, trong nháy mắt đã chẻ được một đống lớn. Chẳng qua bất luận ông chẻ với tốc độ mau chóng như thế nào, cũng có người từ một bên không ngừng đưa tới rất nhanh, trông dường như là làm không kịp. Mà lão nhân chỉ còn cách hoạt động thật nhanh, tay chẻ không ngừng mới có thể miễn cưỡng theo kịp tốc độ củi truyền đến. Nếu như bổ chậm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cao thủ kim đan kỳ đã đạt tới cảnh giới ngự kiếm, chỉ có điều lão nhân này không dạ đến mức dùng chân nguyên khống chế để chẻ củi. Làm như thế có lẽ tạm thời sẽ nhanh hơn một ít, nhưng đó cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Một khi chân nguyên tiêu hao hết, như vậy nhiệm vụ trong ngày ông cũng đừng nghĩ tới việc sẽ hoàn thành. Dù sao một mình ông cần phải chẻ xong để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cho cả nửa thành thị trong ngày. Lão nhân cuối cùng một đao hạ xuống, đem khúc củi chém thành hai nửa, mới thở hồn hà hồn hển lau cái chán mồ hôi nhễ nhãi. Công việc chẻ củi hàng ngày rốt cuộc đã hoàn thành, cuối cùng có thể thở phào một hơi. Lão nhân mỗi ngày đều chờ đợi giây phút này tới. Cuộc sống mỗi ngày như thế đều đặn trôi qua mấy trăm vạn năm, không biết còn có mấy lần mấy trăm vạn năm nữa đang chờ đợi mình. Nghỉ ngơi hai khắc đồng hồ rồi tiếp tục làm việc. Tên thủ vệ kim đan trung kỳ dẫn theo hai tên thủ vệ kim đan sơ kỳ đi tuần tra ngang qua khinh thường nói: "Mau mau mau, làm việc, làm việc." Không tới hai khắc đồng hồ, kể cả lão nhân bên trong, một đám tôi tớ chuyển củi tới sắp xếp tại phòng bếp, tiếp liền bị xuôi tới một chỗ khác tiếp tục làm công việc nặng nhọc của bọn họ. Mỗi ngày trước khi trời hừng sáng 2 giờ, đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của đám tôi tớ này, bởi vì 2 giờ riêng biệt này bọn họ có thể thực sự nghỉ ngơi, tĩnh tọa và vận công. Hôm nay cũng giống như mọi ngày, lão nhân đang ngồi ở một trong căn phòng cũ kỹ hư hỏng do Bắc Phủ phân phối cho, ngồi trên chiếc giường tàn tạ không thể tả, đang tĩnh tọa điều tức. Tình cảnh dường như giống với thuở trước, sau lúc đùa giỡn cùng nhau, ngẩng đầu nhìn lên trời cao phảng phất như muốn nhìn thấu gì đó, trong miệng thì thào cầu phúc nói: "Lê à, ngươi tại Hạ Cửu Tầng có khỏe không? Huyền Nhi nàng có nghe lời nói của ta không? Có bị khi dễ hay không?" "Vương gia, không biết các người thời gian qua có được khỏe không? Có phải cũng tới luyện ngục người chết này rồi hay không? Không biết chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau không?" Cầu phúc xong, lão nhân đã nước mắt nước mũi rơi đầy. Vèo,
một cái thân ảnh hắc bào rất đột ngột xuất hiện tại bên giường của lão nhân. Từng cơn gió nhẹ thổi lướt qua giường, làm cho ánh sáng ngọn nến trên cái mặt bàn cũ kỹ lắc lư khi mở khi tỏ. Ánh nến chiếu vào khuôn mặt người trẻ tuổi vẫn hắc bào, đầy mặt lệ rơi, nghẹn ngào nức nở. Ngươi là ai? Lão nhân cũng không tỏ vẻ sợ hãi, chỉ là nghi hoặc hỏi. Nơi này là Bắc Phủ, là phủ đệ lớn nhất tại Thương Dương Thành. Thực lực Thương Dương Thành rất mạnh, phủ đệ của Bắc Tuấn. Còn tại Thương Dương Thành lại là một trong những thành thị lớn nhất trong phương viên ngàn dặm. Thế lực lớn cách Thương Dương Thành gần nhất cũng tới 300 dặm xa. Không có ai muốn lựa chọn trêu chọc Bắc Phủ, bởi vì làm như vậy Bắc Tuấn nhất định sẽ làm cho ngươi chết thêm một lần nữa. Cho dù ngươi đã là cao thủ Nguyên Anh kỳ đại thành, cho dù ngươi có là một thành chủ của thành thị. Lên ra ra. Lão nhân vô cùng kinh ngạc, bởi vì từ lúc lão nhân phi thăng lên tới thượng cửu tầng, ông đã không còn sử dụng cái họ này nữa, mà lại lựa chọn ngay một chữ Tần để biểu hiện tấm lòng tưởng nhớ đến Tần gia. Tần Ngôn đúng là tên họ của lão nhân lúc này, nhưng người trẻ tuổi vẫn hắc bào này lại gọi ông là Liên Gia Gia, đó là họ của ông mấy trăm vạn năm về trước sử dụng. Người trẻ tuổi, ngươi gọi ta là Gia Gia, chẳng lẽ... Liên Ngôn cũng không phải là đã quên hình dáng của Tần Vũ, chẳng qua là hiện giờ trời đang tranh tối tranh sáng, là sắp dạng sáng trời còn mờ tối. Cây nến nho nhỏ căn bản không cách nào chiếu sáng gương mặt người phía trước, càng huống chi lúc này Tần Vũ mặt lộ đầy vẻ bi thương, không thể hiện ra rõ ràng hình dáng thực sự trước mặt Liên Ngôn. Còn Liên Ngôn, dự đoán của ông cũng không phải không có đạo lý. Ông liên tưởng ngay đến con trai của mình, lúc này tại tầng thứ 9, hạ cửu tầng, thê tử của ông cũng đang cùng nhau sinh sống. Đã trôi qua mấy trăm vạn năm, Tiểu Huyên rất có khả năng đã tìm đến nơi sum họp. Mấy trăm vạn năm thời gian phi thăng lên tới Kim Đan kỳ, tư chất đúng như nhau cũng có thể. Vì thế, Liên Ngôn trước tiên cho rằng Tần Vũ là cốt nhục thân tình của mình. Thật ra, Liên Ngôn chẳng qua là lên tới tầng thứ nhất thượng cửu tầng, bị Bắc Phủ nô dịch thì mới có chuyện xưng nơi này là luyện ngục người chết. Trước đây cùng vợ sinh sống cùng một chỗ, ông quả thực cho rằng nơi này là thiên đường. Nơi này đối với ông mà nói, ít nhất là một cái thế giới khác. Còn như ở trong không gian người chết này, có thể sanh hài tử hay không, Liên Ngôn cũng không biết, cũng chưa từng thấy qua. Tại tầng thứ 9 hạ cửu tầng, ông cùng vợ đều bảo bọc nhau sống cuộc sống ẩn cư, bình thường không hỏi đến thế sự. Đối với bên ngoài rốt cuộc có cái loại gì khác cũng không thể biết được. Còn tại tầng thứ nhất thượng cửu tầng này, càng ngày ông hết làm việc lại làm việc, thời gian nghỉ ngơi lại rất ít. Nói chuyện phiếm với nhau, biết được tin tức cũng không cần nói rồi, căn bản không có khả năng. Cho nên ông lão này sống mấy ngàn vạn năm ở trong tử giới cũng coi như là kiến thức nông cạn. Hôm nay ông chẳng qua là có ấn tượng lúc đầu nên nghe được Gia Gia cách xưng hô này, mới tưởng là trong cái không gian người chết này có thể khai ngén sinh mạng. Hai tử, mau mau tới cho Gia Gia nhìn xem. Liên Ngôn cuống quýt ngoắc tay, ngay cả việc Tần Vũ làm sao tiến vào được Bắc Phủ, vượt qua hàng là hàng lớp lớp phòng vệ nghiêm chặt này cũng chưa từng hỏi qua. Tần Vũ vội vàng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh Liên Ngôn vẫn như cũ, đầy mặt lệ rơi nhìn Liên Ngôn nức nở nói: Liên Gia Gia, ngài cực khổ quá. Liên Ngôn không trả lời Tần Vũ, mà là vừa chăm chú nhìn Tần Vũ vừa hỏi đáp: Hai tử, ngươi... Nói đến đây, mắt của Liên Ngôn từ từ trận to, đồng tử cũng kịch liệt thu nhỏ lại, ngẩn ngơ trơ mắt nhìn Tần Vũ lắp ba lắp bắp: Ngươi... Liên Gia Gia, ngươi làm sao vậy? Tần Vũ nhìn thấy bộ dáng của Liên Ngôn lúc này bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng quan sát một vòng tình hình xung quanh, cũng không phát hiện có gì không ổn. Với lại, xung quanh đã được ông hạ cấm chế, cho dù là trưởng khống giả muốn đi vào cũng phải một phen tốn hao khí lực. Tiểu Vũ ư? Liên Ngôn kinh hô. Liên Gia Gia. Tần Vũ vẻ mặt hưng phấn, vội lau nước mắt đang giảm rụa trên mặt hỏi: Tiểu Vũ, thật là ngươi sao? Liên Ngôn hai mắt nhòa lệ, hai tay run rẩy đưa về phía trước, ôm lấy đầu Tần Vũ, nhẹ nhàng ôm vào trong ngực vuốt ve. Mấy ngàn vạn năm trước, Liên Ngôn đã từng được chiếu cố Tam Thái Tử mà cảm thấy kiêu hãnh, vì trước khi chết có thể nhìn thấy Tiểu Vũ mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Trải qua hơn ngàn vạn năm sau, dù đã giết chết Dịch Khinh Ngữ, đồng quy vu tận, trả được mối thù giết thê tử, nhưng trong lòng không lúc nào là không hoài niệm tới Tần gia, đặc biệt là lại càng nhớ tới khuôn mặt khả ái, nhưng tâm trí lại vô cùng cứng cỏi là Tam Thái Tử Tần Vũ. Liên Gia Gia, mấy ngàn vạn năm rồi, ngài đều phải sống như vậy sao?
Tần Vũ ban ngày đã quan sát sự cực khổ của Liên Ngôn nửa ngày, trong lòng Tần Vũ đau khổ không thôi. Nghĩ tới bản thân mình và người thân lại đang ở một không gian khác sống hạnh phúc no ấm, mà một lão nhân như Liên Ngôn lại cô đơn chịu khổ trong thế giới người chết. Tiểu Vũ, mấy ngàn vạn năm qua ta sống cũng rất hạnh phúc. Liên Ngôn buông Tần Vũ ra, cẩn thận ngắm lại đoạn đứng dậy. À, nhìn Tiểu Vũ trưởng thành rồi, so với năm đó thành thục hơn nhiều, ta thậm chí còn không dám nhận ra. Liên Gia Gia, ngài bao nhiêu năm như vậy mà còn gọi là hạnh phúc sao? Tần Vũ lúc ban ngày đã trùng trùng xúc động, phải trừng trị bọn người đã lô dịch Liên Gia Gia, bởi vậy giọng nói lúc này có chút không khống chế nổi, tâm tư đang tức giận. Tiểu Vũ à, thật ra ta mấy trăm vạn năm trước mới phi thăng lên tầng này, chứ trước kia ở tầng 9 hạ kiều tầng, ta sinh hoạt cũng dễ chịu lắm. Dù sao tiên tiên đại viên mãn ở đó cũng không có nhiều, nên cũng không có nhiều người động chạm đến ta. Quan trọng hơn là ta được cùng thê tử sinh sống một chỗ. Nói tới chỗ này, vẻ mặt Liên Ngôn tràn đầy hạnh phúc. Mấy trăm vạn năm ư? Đối với người tu chân mà nói, mấy trăm vạn năm chỉ là thoáng qua. Nhưng Tần Vũ rõ ràng chứng kiến Liên Gia Gia căn bản ngay cả thời gian tu luyện cũng không có, mỗi ngày chỉ có được 2 canh giờ nghỉ ngơi điều tức, còn toàn bộ thời gian đều là lao động nặng nhọc. Liên Gia Gia, ngài phải chịu khổ nhiều rồi. Không có gì, Liên Ngôn cười cười nói. Không ngờ sau khi ta chết lại có thể được gặp ngươi thế này. Thấy ngươi, Liên Gia Gia đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi. Liên Gia Gia, người yên tâm, con lập tức mang người rời khỏi chỗ này. Tần Vũ đứng dậy, miệng mỉm cười nói với Liên Ngôn, trong giọng nói đầy vẻ kiên quyết. Tiểu Vũ, Liên Ngôn vội khuyên can. Không cần đâu, Liên Gia Gia không cần trợ giúp của con, ta ở nơi này cũng rất tốt mà. Tại thượng cửu tầng, trong không gian tầng thứ nhất này, cấp bậc cao nhất cũng chỉ là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ, mà Bắc Phủ lại là một tổ chức phi thường cường hãn. Cho dù là Nguyên Anh hậu kỳ, nếu sau lưng không có thế lực hay bang hội tương đương trợ giúp thì Bắc Phủ tuyệt đối có thể làm cho ngươi chết thêm một lần nữa. Bởi thế, mấy trăm vạn năm nay, Liên Ngôn đã nhìn thấu thế mạnh của Bắc Phủ. Vì muốn tồn tại để có thể chờ đợi được vợ mình phi thăng lên, ông đành phải nhận hết thảy khó khăn. Dù ông đã từng ở hạ cửu tầng hô phong hoán vũ, nhưng tới nơi này thì không phải. Bởi vậy, ông càng không dám cãi lời chống lại Bắc Phủ chút nào. Mấy trăm vạn năm qua vẫn một mực cắn răng chịu đựng. Tần Vũ lớn lên dưới sự chăm sóc của Liên Ngôn, thực lực Tần Vũ thế nào Liên Ngôn là người hiểu rõ nhất. Một đứa bé mà đan điền không thể tụ khí, mặc dù cố gắng tu luyện ngoại công, nhưng ngoại công thì sao có thể dễ dàng như tu luyện nội công được. Tuy luyện ngoại công không chỉ là gian khổ, mà cho tới nay cũng chưa nghe tới có người nào có thể tu luyện ngoại công tới cảnh giới thiên tiên cao thủ bao giờ. Trong mắt Liên Ngôn, Tần Vũ vẫn chỉ là đứa bé quật cường cứng cỏi mà thôi. Mặc dù trước khi chết, Liên Ngôn từng nghe Tần Vũ nói chỉ bằng vào ngoại công mà nó đã tu luyện thành cao thủ cảnh giới thiên tiên, nhưng từ trước tới nay Liên Ngôn vẫn một mực không thể tin được, cho rằng Tần Vũ chỉ đang an ủi trước khi mình chết mà thôi. Ông không tin Tần Vũ có khả năng trong thời gian ngắn ngủi mà tu luyện ngoại công tới cảnh giới thiên tiên. Giờ đây mấy ngàn vạn năm trôi qua, dựa vào sự kiên trì của Tần Vũ, hắn có lẽ đã tu luyện ngoại công tới thượng tiên cảnh giới. Dù sao cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, ngay cả chính Liên Ngôn nếu không nghĩ tới đột phá, dưới tình huống không có tu luyện, bất cứ gì cũng đã phi thăng lên, càng huống hồ là một đứa trẻ kiên cường như vậy. Nhưng dù ông có lợi hại hơn nữa thì cuối cùng cũng chỉ là cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ. Bởi không gian này hạn chế năng lượng, chỉ cần vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ là sẽ không thể tránh khỏi phải phi thăng. Liên Ngôn biết rõ điều này, cho nên ông không muốn Tần Vũ đi mạo hiểm, không muốn Tần Vũ vì ông mà tự tìm đường chết. Liên Gia Gia, ngài đừng gạt con nữa, cuộc sống của ngài ở chỗ này đúng là khốn khổ, ta nhìn mà không thể chịu nổi. Tần Vũ nhỏ giọng nói. Tiểu Vũ, Liên Gia Gia đời này cho tới bây giờ chưa có yêu cầu ngươi điều gì, giờ Liên Gia Gia có một thỉnh cầu, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Liên Ngôn thay đổi phương thức khác, muốn dùng thỉnh cầu của bản thân để Tần Vũ phải nghe lời. Liên Gia Gia, con biết người muốn nói gì, thật ra ta... Tiểu Vũ, Liên Gia Gia ta ở hạ cửu tầng suốt mấy ngàn vạn năm thời gian đã rất vui vẻ. Bây giờ ta muốn ở chỗ này, chờ vợ con ta phi thăng, gặp lại các nàng một lần. Chẳng lẽ ước nguyện nhỏ nhoi ấy mà ngươi cũng không để ta thực hiện sao? Nếu ngươi mang ta đi, vậy Bắc Phủ khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi.
mà ngươi nhiều lắm cũng chỉ là cao thủ nguyên anh hậu kỳ, làm sao có thể đấu lại Bắc phủ đây? Dù ngươi là một thành chủ, Bắc phủ mạnh thế nào ngươi có biết không? Rồi ngươi lại sẽ... Tóm lại, Liên Gia Gia không đồng ý ngươi mạo hiểm như vậy. Nếu vậy, Liên Gia Gia chỉ có thể lấy cái chết để cảm tạ thôi. Liên Ngôn càng nói càng bi thống. Liên Gia Gia, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tần Vũ biết, dù hắn nói gì, Liên Ngôn cũng sẽ không tin tưởng. Đã như vậy tốt nhất là làm rồi hẵng nói. Liên Gia Gia, nói cho con nghe một chút về cuộc sống của người ở Hạ Cửu Tầng đi. Tần Vũ mỉm cười nói với Liên Ngôn, trong mắt tinh quang chợt lóe. Dưới tình huống đêm tối thì người ta không thể phát hiện được, nhưng phân thân trong nháy mắt đi tới Bắc phủ. Liên Gia Gia, cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu, vậy nói ngắn gọn thôi. Còn nơi này mặc dù không phải là trọng địa của Bắc phủ, nhưng tội danh tự ý xông vào cũng rất lớn đấy. Sau này người cũng đừng nên tới đây nữa, nếu không... Tần Vũ mỉm cười. Liên Gia Gia, người yên tâm, sau này ta cũng không trở lại đây nữa đâu. Vậy là tốt rồi. Liên Ngôn gật đầu cười nói. Sau đó Liên Ngôn lại thuật lại cho Tần Vũ cuộc sống của bản thân ở tầng thứ 9 Hạ Cửu Tầng, cùng với gặp lại vợ con như thế nào, rồi lại kể chuyện cùng họ đồng thời ẩn cư tu luyện như thế nào. Tại tầng thứ nhất Thượng Cửu Tầng vô danh không gian Thương Dương Thành bên trong Bắc phủ, một thân ảnh mặc hắc bào đột nhiên xuất hiện tại nội đường tiếp khách của Bắc phủ, làm cho thủ vệ gác đêm bị dọa một phen hoảng sợ. Người nào dám ban đêm xông vào Bắc phủ? Từ cửa điện phủ, hai cao thủ kim đan hậu kỳ là thủ vệ vọt tới, trong tay không hề có bất kỳ vũ khí nào đề phòng. Trong đó một tên thủ vệ là kim đan hậu kỳ hứng người hắc bào sợ hãi quát. Hắc bào nhân chậm rãi xoay người đối mặt với hai thủ vệ, thản nhiên hỏi: Bắc Tuấn ở đâu? Hai thủ vệ kim đan hậu kỳ lúc này đã phát run, bởi lúc hắc bào nhân xoay người, một cô khí thế bằng bạc đã mãnh liệt cuốn tới, làm cho hai người dù là kim đan hậu kỳ cao thủ trong nháy mắt cảm thấy khó thở, sợ hãi đến run rẩy tại chỗ. Áp lực như thế, khí thế như vậy, hai tên thủ vệ này cho tới giờ chưa hề cảm thụ qua. Nguyên anh hậu kỳ cao thủ họ đã gặp nhiều, nhưng trước nay chưa có ai có khí thế dọa người như kẻ trước mặt. Trong nháy mắt, hai tên thủ vệ đồng thời sinh ra một loại ảo giác, người trước mặt dường như đã vượt qua nguyên anh, đạt tới tu vi càng cao hơn. Một gã thủ vệ run run nói: Chủ công, hắn ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi. Các người dẫn đường đi. Hắc bảo nhân tùy ý vung tay rút lại uy áp linh hồn. Hắc bảo nhân đúng là Tần Vũ, hay chính xác hơn là phân thân của Tần Vũ. Hai kim đan hậu kỳ thủ vệ lúc Tần Vũ rút đi uy áp linh hồn, tâm thần nhất thời chìm xuống. Cả hai tin rằng chỉ cần Hắc bảo nhân muốn, chỉ cần một ý niệm trong đầu cũng có thể làm cho hai người bọn họ phải chết. Thậm chí là không cần nhấc tay động chân, chỉ bằng vào áp lực vừa rồi là cũng có thể làm chết người rồi. Chút xíu nữa thôi là lại chết thêm một lần nữa. Hai người tiểu tâm cẩn thận đáp ứng, chỉ sợ Hắc bảo nhân không vui, mình chết lúc nào cũng không biết vì sao mà chết. Sau cùng hai người vừa chuẩn bị động thân, âm thanh của Tần Vũ lại vang lên: Đang ở phương hướng nào, khoảng cách bao xa? Hai người đột ngột bị âm thanh của Tần Vũ làm cho hoảng sợ, vội trả lời: Đại nhân, chủ công hắn đang... Vừa nói, hai người dùng ngón tay run run chỉ phương hướng, vừa run rẩy trả lời: Ước chừng 200-300 thước. Hai người vừa mới trả lời xong, còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mắt hoa lên, thân mình đã tới một nơi khác. Thuấn gì? Hai người lúc này chân tay rụng rời, nhìn về Tần Vũ mà con mắt kính sợ không thôi. Thuấn gì? Đó là thần thông mà chỉ có tiên nhân hoặc tứ kiếp tán tiên mới có. Hắc bào trước mặt này lại có thể mang theo hai người mà thuấn di, thật không hiểu thực lực là tới đâu. Quan trọng hơn nữa là lại có thể ở tầng không gian này thi chuyển thuấn di mà lại không phải phi thăng. Người này thực lực thật sâu không lường được. Hai người lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, may mà mình chưa có đắc tội với Tần Vũ. Đúng là gian phòng kia phải không? Tần Vũ chỉ vào khối kiến trúc hoa lệ nhất ở hậu viên Bắc phủ hỏi. Dạ đúng vậy. Hai người hồi đáp. Lúc này hai người vừa trả lời xong, Hắc bảo nhân trước mắt lại đột nhiên biến mất, nhưng áp lực vô hình vẫn đang áp bách lên tâm hai người. Cả hai đồng thời cùng sinh ra một ý niệm trong đầu là chạy đi, thoát khỏi Bắc phủ càng xa càng tốt. Cũng trong lúc này, trong tầm phòng của Bắc Tuấn tại Bắc phủ, Bắc Tuấn là cao thủ nguyên anh hậu kỳ, lúc này đang ôm hai tên kim đan, trên dưới là hai cô gái mà ngủ, không hề để tâm tới bất kỳ động tĩnh nào bên trong. Người có phải là Bắc Tuấn không?
Tần Vũ đi tới đầu giường, nhạt giọng hỏi: "Ai vậy?" Bắc Tuấn hét lớn một tiếng, cuống quýt ngồi dậy: Ngươi là ai? Ngươi vào đây bằng cách nào?" Bắc Tuấn vừa bối rối mặc y phục, vừa cảnh giác nhìn Hắc Bảo Nhân trước mắt, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Phòng bị của Bắc Phủ, Bắc Tuấn biết rõ, đừng nói là một người sống, ngay cả một con ruồi muốn tiến vào cũng phải được Bắc Tuấn đồng ý mới được. Huống chi đây lại là phòng ngủ của mình, xung quanh có không ít nguyên anh hậu kỳ cao thủ âm thầm thủ vệ. Chính mình hô lên như vậy mà không có kẻ nào xông vào, vậy chỉ còn một khả năng là bọn chúng đều đã chết cả. Càng làm cho Bắc Tuấn kinh ngạc là chính mình là người đã sắp phi thăng rồi, dĩ nhiên là người có năng lực cao nhất, vậy mà cũng không nhìn thấu tu vi của người trước mắt. Hơn nữa, ngữ khí nhàn nhạt của Hắc Bảo Nhân cũng mang tới cho mình áp lực vô cùng, ép tới mức bản thân cũng thấy khó thở. Tần Vũ mỉm cười nói với Bắc Tuấn: "Đừng hỏi ta là ai, ta đến nơi này chỉ muốn khiến ngươi hướng một người mà khấu đầu trăm cái. Ngươi có thể lựa chọn từ chối, ngươi nên biết hậu quả của việc từ chối." Nói đến đây, một cỗ uy áp cuồn cuộn bức thẳng tới Bắc Tuấn. Sau khi nhìn qua khổ nạn của Liên Ngôn, Tần Vũ đã chuẩn bị trừng phạt đám Bắc Tuấn cả nhóm đã chèn ép, uy hiếp thân nhân của mình. Nguyên trước đó, ông là định phất tay trực tiếp hủy diệt luôn thành trì này cho xong chuyện. Nhưng cuối cùng thấy Liên Gia Gia giữ gìn bộ dạng của chính mình, liền cảm thấy đối phương với đám ác nhân này, mức độ trừng phạt như thế tịnh không đủ. Tử vong cũng không phải là cách trừng phạt hữu hiệu nhất. Tối thiểu với loại người này, trước khi chết để cho Liên Gia Gia một cái đáp án giải sầu. Trong phòng Liên Ngôn, Tần Vũ đột nhiên đứng dậy, đang lúc tán gẫu chuyện gia đình với Liên Ngôn, liền mỉm cười nói: "Liên Gia Gia, chúng ta đến lúc lên rời khỏi chỗ này rồi." "Cái gì?" Liên Ngôn một trận kinh ngạc vội nói: "Tiểu Vũ, con không phải đã đáp ứng ta? Liên Gia Gia trước nay không yêu cầu con điều gì, lẽ nào ngay cả yêu cầu nhỏ nhỏ này cũng không đáp ứng với Liên Gia Gia sao?" "Liên Gia Gia," Tần Vũ mỉm cười nói, "con đáp ứng người, sau này nhất định khiến cho người trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, khiến cho người cùng thê tử đoàn tụ, còn muốn người tiếp tục theo phụ thân con hưởng phúc nữa mà." Nói đến đây, vẻ mặt Tần Vũ tràn đầy khao khát. "Người khẳng định rất muốn gặp lại phụ thân con mà, phụ thân con nhất định cũng rất muốn gặp lại Liên Gia Gia năm đó." Liên Ngôn trước sau không nghe từng tận nội dung câu nói của Tần Vũ. "Tiểu Vũ à, coi như là Liên Gia Gia cầu xin con không biết thế mạnh của Bắc Phủ đâu, đó không phải con có khả năng phản kháng được." "Liên Gia Gia, người vẫn còn nhớ chứ, năm đó con vẫn còn nhỏ nhưng đã khắc khổ tu luyện nội công, từ trước đến nay con đều không buông lỏng tu luyện, hiện tại tiểu vũ của người đã rất lợi hại rồi." Tần Vũ kiêu ngạo nói. Đương nhiên Liên Ngôn cũng đồng dạng có kỳ vọng đối với Tần Vũ, hy vọng Tần Vũ có thể trở nên cường đại, hoàn thành tâm nguyện của chính ông. Hiện tại Tần Vũ đã hoàn thành kỳ vọng của ông năm đó, trở thành niềm kiêu ngạo trong mắt chính Liên Gia Gia mình. Chính mình làm sao có thể không vui mừng đây? "Tiểu Vũ..." Liên Ngôn vẫn muốn nói gì đó nhưng bị tiếng đập cửa nhẹ nhàng gián đoạn. "Nguy rồi, Tiểu Vũ, con mau lên, mau, mau trốn đi." Liên Ngôn cuống quýt nhìn xem bốn phía có nơi nào có thể giấu người hay không. "Mời vào." Tần Vũ mỉm cười hồi đáp. Còn không đợi Liên Ngôn phản ứng lại, cửa đã mở ra, một trung niên nam tử run lẩy bẩy tiến vào. "Chủ công!" Liên Ngôn nhận ra trung niên nam tử này, kinh hô lên một tiếng. "Xong rồi, xong rồi, thế này là đi đời rồi. Tiểu Vũ, nó làm thế nào đây?" "Đều trách ta, lão đầu này, sớm nên khuyên nó rời đi. Thế này nên làm sao mới tốt đây?" Liên Ngôn trong tâm nôn nóng vạn phần. Phân thân của Tần Vũ đã từ cửa thuấn di trở về bổn tôn. Việc đối phó với một tu chân giả nguyên anh hậu kỳ, Tần Vũ chỉ bất quá là cái nhấc tay. Nhưng hiện tại Tần Vũ càng hy vọng những năm chịu đựng khổ cực gần đây của Liên Gia Gia nên có được lời xin lỗi, cho dù là bị bức bách đến đây. "Người vẫn còn đứng đó làm cái gì vậy?" Tần Vũ nhàn nhạt hỏi. "Tiểu Vũ, con đây là làm cái gì vậy?" Liên Ngôn nhìn thấy hắn ăn nói với chủ công Bắc Tuấn như thế, vội vàng ngăn cản, lại khẩn trương mà đồng dạng run lẩy bẩy đối diện với Bắc Tuấn. "Chủ công, xin ngài thứ lỗi, ta lập tức đưa hắn rời đi. Ngài có trừng phạt gì đều tính lên đầu ta, xin đừng làm khó cho hắn." Tần Vũ thấy Liên Ngôn vậy mà lại hướng Bắc Tuấn xin lỗi. Còn lúc này Bắc Tuấn bởi vì lời xin lỗi của Liên Ngôn mà trợn tròn mắt, căn bản không có dựa theo lời hắn nói mà làm, lập tức nhíu nhíu mày, thanh âm không khỏi tăng cao lên vài phần. "Bắc Tuấn!" Bắc Tuấn nghe dọa cho hoảng sợ,
vội vàng quỳ xuống khóc lóc kêu thảm mà dập đầu nói: "Xin lỗi hai vị Tần gia xa, tha cho tiểu nhân đi, ta dập đầu với ngài, ta dập đầu, ta Bắc Tuấn không phải là cái thứ gì." "Cái này..." Lên Ngôn trợn mắt, "cái này là đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tần Vũ mỉm cười nói: "Lên gia gia, người yên tâm tiếp lấy cái khấu đầu của hắn, sau đó chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này." "Không, không." Lên Ngôn nghe xong đã đại khái minh bạch chuyện như thế nào xảy ra. Không ngoài là Tần Vũ dựa vào võ nghệ cao cường bắt cóc Bắc Tuấn tới nơi này, đồng thời cậy mạnh uy hiếp hắn. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sau này sẽ chịu báo thù vô tận, không lúc nào ngơi. "Chủ công, mau đứng lên, mau đứng lên." Lên Ngôn hoang mang bước lên trước đỡ Bắc Tuấn, nhưng lại bị Tần Vũ cản lại. "Tiểu Vũ..." Lên Ngôn lúc này đã có chút phẫn nộ. "Lên gia gia..." Tần Vũ trong tâm chần chừ một chút, mới thở ra một ngụm khí nói: "Được rồi, Lên gia gia, không cần bọn hắn xin lỗi người nữa, con lập tức đưa người rời đi." Nói xong, không đợi Lên Ngôn mở miệng liền thi triển thuấn di. Lên Ngôn chỉ cảm giác trước mắt hoa lên một cái, liền đột nhiên xuất hiện giữa không trung. Hư không dưới chân chính là Bắc phủ khí thế rộng rãi khoáng đạt. Thuấn di ư? Lên Ngôn kinh ngạc thất thanh nói. Càng khiến Lên Ngôn kinh ngạc vẫn còn ở phía sau, Tần Vũ bên cạnh Lên Ngôn chỉ là nhẹ nhàng phất tay, Bắc phủ dưới chân liền trong nháy mắt sụp đổ. Đó không phải là hủy diệt đơn giản, mà là hoàn toàn biến mất, là bị vô số khe nứt không gian hút vào mà hủy diệt. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ có Bắc phủ bị hủy, những thứ bên trong Bắc phủ cũng chính mình nhất dạng khổ lực vậy mà trong cuồng loạn một chút cũng không sao. Đây phải là khống chế lực cường hãn cỡ nào đây mà Tần Vũ hình như chỉ là nhẹ nhàng phất một cái tay. "Cái này..." Lên Ngôn lúc này thẳng thốt không có gì để nói, chỉ sừng sốt tại chỗ. "Lên gia gia, bọn chúng đã nhận trừng phạt nên có rồi, chúng ta đi thôi, đi tìm thê nữ của người." Tần Vũ mỉm cười nói. Lên Ngôn vẫn từ trong chấn hãi vừa nãy chưa kịp phản ứng lại, nghe Tần Vũ nói đi tìm thê nữ của chính mình càng là tại chỗ chấn kinh. Thê nữ của mình lúc này đang ở hạ cửu tầng. Hạ cửu tầng là thế giới của phàm nhân, trước nay đều chỉ có phi thăng, chưa nghe nói qua nghịch hướng mà làm, phi ngược xuống dưới. Không còn đợi Lên Ngôn chấn kinh xong, Tần Vũ liền thi triển thuấn di đến tầng không gian thứ 9 của hạ cửu tầng. "Nơi này là..." Lên Ngôn kinh ngạc nhìn về hướng sơn mạch xa xa, có chút không tin vào đôi mắt của mình, vội vàng dụi mắt một hồi mới lại run run nói: Đây là Đan Hà sơn mạch, đây là..." Lên Ngôn có chút ngốc đi, liên tiếp chấn kinh khiến ông có điểm tiếp nhận không được. "Liên gia gia, nơi đây là tầng thứ 9 của hạ cửu tầng, không biết người có biết thê nữ hiện tại đang ở nơi nào hay không?" Tần Vũ hỏi. "Cái này..." Lên Ngôn vẫn như trước tỉnh lại từ trong chấn kinh. "Tiểu Vũ, ta đây có phải là đang nằm mơ không?" "Liên gia gia..." Tần Vũ nghiêm túc nhìn về phía Lên Ngôn nói. "Tu vi của Tiểu Vũ hiện tại đã không phải là người có thể tưởng tượng được nữa rồi. Người chỉ cần tin tưởng là được rồi. Con nhất định mang người cùng gia quyến rời khỏi nơi đây, trở về Tần Phủ, sống một cuộc sống hạnh phúc." "Không phải ta có thể tưởng tượng ư?" Lên Ngôn cấp tốc suy nghĩ. "Lẽ nào con đã là tiên nhân sao?" "Người cho rằng như thế cũng được. Tóm lại đám tu chân giả Nguyên Anh kỳ đó không phải là đối thủ của con đâu." Tần Vũ không có nói ra tu vi chân thực của chính mình, bởi vì thực tại đó là quá sức tưởng tượng. "Tiên nhân..." Lên Ngôn bây giờ cuối cùng đã nghĩ thông, tiên nhân trong truyền thuyết là không có gì không thể, có thể mang một người chết trở về nhân gian, lại có khó khăn gì đây. Sau khi nghĩ thông, Lên Ngôn phá lên cười ha ha, tán thán nói: "Tiểu Vũ à, con thật không khiến Liên gia gia của ngươi thất vọng. Nghĩ tới Tần gia có một người con đã phi thăng lên tiên giới, cũng đủ để ta tự ngạo trăm kiếp rồi. Ta Liên gia gia của con thật là rất cao hứng." "Liên gia gia..." Tần Vũ nhớ lại cực khổ đã từng tu luyện, trong tâm có chút thương cảm, ngữ khí cũng có chút nghẹn ngào. "Tiểu Vũ về sau này có năng lực rồi, nhưng lại khiến Liên gia gia người nhận bao nhiêu khổ ải thế này." Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, công dưỡng dục mà thân không thể báo đáp. Đây là Tần Vũ nhiều năm nay mỗi lúc nhớ tới Liên Ngôn liền bi thương không thôi. Hôm nay cuối cùng có cơ hội như thế này, tự nhiên phải báo đáp thật tốt cho lão nhân gia. "Không sao, không sao." Lên Ngôn trong tâm cũng là cảm kích vạn phần. Nghĩ hài tử bản thân mình tận tay nuôi lớn, hôm nay có được thành tựu cỡ này, mặt không ngừng tuôn ra thần sắc tự hào.
con có thành tựu như ngày hôm nay, Liên Gia Gia rất vui, rất vui. Đúng rồi, Vương gia bọn họ vẫn tốt đi chứ? Từ lúc gặp Tần Vũ đến giờ, đối với đám người Tần Vương gia, Tần Đức, Liên Ngôn là tránh né không nói, lo lắng sau nhiều ngàn vạn năm qua, mọi thứ đều biến đổi rồi, thậm chí mọi thứ đều đã không còn. Liên Ngôn không hỏi đến, chính là muốn trong tâm lưu lại một phần hy vọng. Nhưng mới vừa nghe Tần Vũ nói, phụ thân hắn cũng rất nhớ đến chính mình, nghĩ đến chính mình đã lo lắng quá nhiều rồi. À, phụ thân bọn họ đều rất là khỏe. Tốt, tốt, thế là tốt rồi. Liên Ngôn hớn hở ra mặt, nếu như không phải màu sắc nơi đây mọi thứ đều màu xám, nghĩ tới ông hiện tại nên là mặt đầy hồng quang mới đúng. Tần Vũ hài lòng nhìn Liên Gia Gia. Liên Gia Gia, chúng ta cùng đi tìm thê nữ của người đi. Liên Ngôn vội lê lịa gật đầu, bắt đầu chỉ phương hướng đến. Một lúc sau, hai người cuối cùng đã đến một nơi tên là Thiết Thạch Sơn Mạch. Căn cứ trên đường nghe ngóng tìm kiếm, thê nữ của Liên Ngôn lúc này chính là đang ở Thiết Thạch Sơn Mạch tu luyện, mà hai người đều là cảnh giới thiên tiên đại viên mãn. Tần Vũ dùng thần thức tỉ mỉ lục soát một lần, tại Thiết Thạch Sơn Mạch tìm ra 3-4 đôi phù hợp yêu cầu của ẩn tu giả. Ẩn tu thường đều là đơn độc tiến hành, song song cùng tu luyện, thường lấy đạo hữu hoặc thân nhân mà tu luyện. Với hoàn cảnh thê lữ của Liên Ngôn, hai mẹ con như thế này cùng tu luyện tịnh không có nhiều. Tần Vũ chỉ có thể dùng thần thức dò xét ra khí tức của đối phương, phân biệt ra nam nữ cường nhược, cũng không thể như vậy mà mô phỏng ra tướng mạo. Vì thế chỉ có thể dùng phương thức xếp ra tra xét người đúng điều kiện, phù hợp từng người xếp ra xác định. Liên Gia Gia, bên này. Tần Vũ nói xong liền đem Liên Ngôn thuấn di một cái biến mất tại chỗ. Không lâu lắm, Liên Ngôn lần nữa cùng thê nữ trùng phùng, trang cảnh lại lần nữa tương kiến, tự nhiên là động nhân tâm. Tần Vũ xuất ra không gian đủ cho đám người Liên Ngôn bố hạ cho bọn họ cấm chế tuyệt đối an toàn xong, thuấn di rời khỏi Thiết Thạch Sơn Mạch. Một mình đứng tại tầng thứ 9 của hạ cửu tầng, Tần Vũ lần nữa dùng phương thức lục soát từng tầng, từ dưới lên trên từng tầng một lục soát. Lục soát tầng thứ 7, về mặt Tần Vũ lại lần nữa mất tự nhiên. Sư phụ. Thần thức của ông dò xét ra Triệu Vân Hưng. Lúc này Triệu Vân Hưng đang ở nơi tu luyện, mà cùng với ông ta còn có một siêu cấp thần thú Phượng Hoàng. Sư phụ. Tần Vũ tâm tưởng lúc này phiêu hồi lại về hàng ngàn vạn năm về trước khi còn nhỏ. Khi đó tự mình đã lựa chọn Triệu Vân Hưng làm sư phụ dạy ngoại công. Khi đó dưới sự nghiêm khắc của Triệu Vân Hưng, chính mình cũng lại khắc khổ rèn luyện. Có thể nói ban đầu không có Triệu Vân Hưng, tựu không có Tần Vũ của hiện tại. Từng có nhiều lúc Tần Vũ biết bao lần muốn bắt đáp vị sư phụ này, nhưng hết thảy như vậy đều trong một thoáng chốc kia đã làm tiêu tan ước vọng sắp thành hiện thực của chính mình. Tam điện hạ, phụ thân ông ấy đã chết rồi, là chết trên chiến trường. Ban đầu lúc Triệu Vân Ngôn, con của Triệu Vân Hưng, nói cho Tần Vũ, Tần Vũ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, đầu óc giống như bị một trận sét đánh, oanh minh không ngừng. Nếu như không nhờ Lưu Tinh Nhuệ trợ giúp, Tần Vũ lúc ấy sợ rằng đã trực tiếp ngất đi. Mặc dù chính mình đã vì sư phụ báo mối huyết thù, nhưng vĩnh viễn không cách nào vãn hồi lại tính mạng của sư phụ. Hôm nay đi đến tử giới, lại một lần nữa gặp lại Triệu Vân Hưng đã mất từ lâu, tâm tình của Tần Vũ có thể tưởng tượng là biết được. Sư phụ, không ngờ con vẫn còn có thể gặp lại người. Tần Vũ thì thào tự nói một tiếng, lúc này biến mất tại tầng thứ 9 của hạ cửu tầng, thuấn di đến tầng thứ 7 của thượng cửu tầng. Người nào dám cả gan xông vào lãnh địa của Huyền Long thú nhất tộc? Nam tử cường tráng ngay tại sát na Tần Vũ xuất hiện mà quát. Ồ, đây là thần thú gì, khí tức rất quái dị. Tần Vũ kỳ quái đánh giá nam tử trước mắt, trong lòng thầm than, thần thức triển khai đem chu vi khí tức tương ứng tận thu vào não hải, phát hiện sư phụ của mình lúc này chính là ở trong tận sâu xào huyệt của đám quái dị thần thú này. Nghĩ ra đám thần thú này cùng sư phụ của mình quan hệ cũng không tệ. Dám cả gan tự xông vào lãnh địa của tú thủ hộ thần thú, chết đi. Nam tử kia không để ý đến vị hắc bào này chưa trả lời câu hỏi của mình. Trong mắt hắn, tự tiện xâm nhập vào thì chỉ có một kết quả, mà đối với người sắp chết nói nhảm nhiều cũng là lãng phí. Nói xong, nam tử trong nháy mắt hướng Tần Vũ công kích tới. Ồ, loại công kích này thật quái dị. Tần Vũ trong nháy mắt khi hắn công kích liền thuấn di thoát ra, nhưng công kích của nam tử kia như bóng như hình bám theo, dĩ nhiên theo thuấn di của Tần Vũ mà công kích tới.
Mặc dù phương thức công kích quái dị, nhưng thực lực cách biệt quả thực quá lớn. Nam tử này hoàn toàn không có biện pháp để tạo thành bất cứ uy hiếp nào đối với Tần Vũ, ông dễ dàng tránh né được. Thật mạnh! Nam tử kia trong tâm một trận chấn động kinh hãi. Tại tầng thứ 7 này, ngoại trừ tộc trưởng của Tam Đại Thủ Hộ Tú kia ra, cơ hồ tìm không ra ai có thể chiến thắng hắn. Nhưng người trước mắt lại cho hắn cảm giác không cách nào chiến thắng được. Loại cảm giác này đã từng xuất hiện một lần khi đại chiến với Yêu Vương, nhưng sau đó trải qua chủ nhân giải trừ phong ấn, cho dù gặp lại Yêu Vương cũng có thể dễ dàng chiến thắng. Nhưng người trước mắt này phải có thực lực gì đây? Triệu Vân Hưng có phải đang làm khách tại quý sử hay không? Tần Vũ thản nhiên hỏi. Nam tử sững sờ, lập tức tâm sinh cảnh giác. Ngươi hỏi chuyện này làm gì? À, ta từng là đệ tử của Triệu Vân Hưng, muốn gặp ông ấy một lần, không biết... Tần Vũ mỉm cười nói. Nếu đó là bằng hữu của sư phụ, vậy thái độ cũng không được quá cường ngạnh. Hơn nữa, Tần Vũ đối với phương thức công kích quỷ dị đó của hắn cũng có điểm hứng thú. Vậy mà ngay cả mình dùng pháp tắc siêu việt né tránh cũng suýt chút nữa bị công kích trúng. Có thể tưởng tượng loại phương thức công kích này hiển nhiên là một loại siêu việt không gian cùng thời gian pháp tắc khác tồn tại. Nếu như là địch nhân, cùng lắm thì trực tiếp siêu hồn, nhưng đây lại là bằng hữu của sư phụ thì có chút khó khăn. Không biết đối phương có nguyện ý nói cho ông biết hay không? Ngươi có cái gì chứng minh ngươi là học trò của Triệu tướng quân đây? Có thể có được thực lực như thế, tự nhiên là một trong tứ đại thủ hộ thần thú. Nam tử kia chính là tộc trưởng Huyền Long thú tộc Ngao Kim. Cái này... Tần Vũ trong đầu thoáng suy tư, sau đó tùy tiện vung tay lên. Trong không trung xuất hiện một hình ảnh phản chiếu toàn bộ tin tức. Trên hình ảnh, một nam tử anh tuấn đang chỉ đạo một tiểu nam hài khác khổ công tu luyện ngoại công. Trường cảnh đó phi thường chân thật, thậm chí còn mang theo âm thanh. Thanh âm nghiêm khắc của nam tử anh tuấn thỉnh thoảng lại vang lên, mà tiểu nam hài thì hết lần này đến lần khác nghiến răng kiên trì thực hiện. Nội dung của hình ảnh tuy không nhiều, nhưng sau khi hình ảnh hoàn tất xong, hai người tại đây đều trầm mặc. Ngao Kim là bởi vì khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Tự nhiên tại giữa không trung quán thâu ngưng tụ hình ảnh như thế, đây là khống chế tâm thúy cỡ nào đây? Ngao Kim tự hỏi, không cách nào làm được. Cho dù là dùng tự thân lực lượng khiến không khí chấn động mà sản sinh ra âm thanh chân thật, hắn cũng không cách nào làm được. Đối với thực lực của Tần Vũ, đánh giá của Ngao Kim lại cao thêm một phần. Còn Tần Vũ lại đang hoài niệm nhớ lại lúc đã từng ở Đông Lam Sơn trên Vân Vũ Xuân Trang, tình cảnh đi theo Triệu Vân Hưng khắc khổ mà tu luyện. Bức hình ảnh kia là căn cứ theo trí nhớ của Tần Vũ phục chế ra, còn tình cảm sâu trong nội tâm Tần Vũ cũng theo bức ảnh đó mà kích động lên. Không lâu lắm, Tần Vũ một lần nữa vung tay lên, lại một bức hình ảnh bất đồng khác xuất hiện giữa không trung. Tràng cảnh bên trong như trước vẫn là Vân Vũ Sơn Trang, nhưng nhân vật bên trong đã thoáng thay đổi. Tiểu Nam Hải như trước vẫn là Tiểu Nam Hải, nhưng người còn lại đã đổi thành một lão nhân hiền lành. Trong tràng cảnh, lão nhân chính diện mang nụ cười nhìn Tiểu Nam Hải này khắc khổ tu luyện, thỉnh thoảng gật đầu tán thưởng. Không biết qua bao lâu, Tần Vũ bị một tiếng kinh hô đánh thức. Tam Điện Hạ! Đây chính là thanh âm của Triệu Vân Hưng. Ông đang trong lúc tu luyện, đột nhiên nghe Huyền Long Thú tộc trưởng Ngao Kim thông báo, nói chính mình có một học trò cầu kiến. Triệu Vân Hưng lúc ấy vẫn còn hoài nghi có phải hay không có người của Tiên Ma Yêu Giới ở tầng thứ 6 phi thăng lên. Nhưng sau khi nghe Ngao Kim tự thuật về thực lực của người học trò này, dĩ nhiên dùng thần thức cũng vô pháp điều tra khí tức của hắn, liền nghi hoặc không thôi, bèn khởi tự thân tự mình ra nghênh tiếp. Nhưng không ngờ một lần nghênh tiếp này lại là nghênh tiếp của một sự ngạc nhiên mừng rỡ. Sư phụ! Hình ảnh giữa không trung chợt biến mất. Tần Vũ sững sờ đứng tại chỗ nhìn về phía Triệu Vân Hưng, mà Triệu Vân Hưng cũng đồng dạng đứng ngây ngốc tại chỗ. Nguyên vốn ông chỉ là hoài nghi, nhưng trong sát na Tần Vũ xoay người kia, ông liền khẳng định thân phận của Tần Vũ. Ngao Kim thấy không có chuyện của mình liền lặng lẽ rời đi. Tần Vũ cùng Triệu Vân Hưng hai người đứng tại chỗ một hồi lâu, suy nghĩ giữa hai người đều không khỏi phiêu hồi về Vân Vũ Sơn Trang năm đó, tâm ý gặp nhau cùng mỉm cười thâm thúy. Hảo, hảo tiêu tử! Triệu Vân Hưng đột nhiên tăng tốc một cái, xuất hiện bên trái Tần Vũ, hữu trưởng mạnh mẽ vỗ vào vai Tần Vũ. Thực lực của Tần Vũ như thế nào, Hồng Quân đã từng cùng Triệu Vân Hưng nhắc qua. Tuy không biết chính xác như thế nào, nhưng theo Triệu Vân Hưng thấy, Tần Vũ ít nhất là thần vương cấp bậc cao thủ. Hơn nữa, theo như lời Hồng Quân nói, là đệ nhất cao thủ thần vương của thần giới. Vì thế Triệu Vân Hưng không chút khách khí, một trường này xuất hết toàn lực. Vù!
Triệu Vân Hưng công kích như thiểm điện đó nhưng lại thất bại, chỉ công kích trúng tàn ảnh của Tần Vũ. Tiểu tử ngươi, nhiều năm như vậy ngươi quả thật không sao nhãng khổ luyện à? Có thể trở thành sư phụ của ngươi, ta thật là bội phần vui mừng. Triệu Vân Hưng tịnh không để ý công kích nãy đánh vào hư không, ha ha phá lên cười. Sư phụ, danh tiếng năm đó cũng không dám. Tần Vũ mỉm cười nói, nhớ năm đó người vẫn còn là một tiểu năm hai, vậy mà lại vô cùng quật cường. Một năm đó ngoại trừ chiến trường ra là một năm hồi ức đáng giá nhất của ta. Triệu Vân Hưng hưng phấn nói, nguyên vốn đúng là như vậy. Triệu Vân Hưng một đời trừ ở ngoài chiến trường ra cũng chính là thời gian một năm ở đó là địa phương khác của ông. Lần đầu tiên nghe nói người dĩ nhiên đem ngoại công tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, ta đã rất tự hào mà khoe khoang với bộ hạ của ta không ngừng. Rồi sau đó ta lại nghe nói ngươi vậy mà cũng vượt qua tứ cửu thiên kiếp, ta lúc ấy thật không dám nhận loại học trò như ngươi. Sau khi ta bị giết, ta tại tử giới, bởi vì không có chiến tranh trói buộc liền khắc khổ mà tu luyện tiếp đi. Nguyên là còn cho rằng với thành tựu của ta hôm nay có thể tự hào để ngươi gọi ta một tiếng sư phụ, nhưng lại không nghĩ. Triệu Vân Hưng vừa mới nhớ lại vừa lắc lắc đầu cảm khái. Sư phụ, nếu như không có người năm đó dạy bảo, sẽ không có Tần Vũ của ngày hôm nay. Sư phụ không cần tự chôn vùi mình đâu. Tần Vũ mỉm cười nói, đi, chúng ta đi vào ngồi uống rượu, từ từ trò chuyện. Triệu Vân Hưng vội vàng kéo Tần Vũ hướng sân cốc của tòa núi cao bay đi. Trong sân cốc thạch động mới tu sửa, hai người ngồi uống rượu ôn lại chuyện cũ. Được nửa chừng, Phượng Hy cũng gia nhập vào. Tiểu Phượng Hoàng thân là siêu cấp thần thú, không uống thì thôi, đã uống vào thì không dứt. Sư phụ, người là nói tứ đại thủ hộ thần thú đó đều là thủ hạ của Tiểu Xương sao? Tần Vũ nghi hoặc không thôi, chủ nhân của tứ đại thủ hộ thú lại là Tiểu Xương, tứ đại thủ hộ đó thủ hộ cái gì đây? Cái này Tiểu Quân nó không nói nhiều với ta, ta chỉ biết tứ đại thủ hộ thú này hoàn toàn nghe theo hiệu lệnh của Tiểu Quân. Ta có thể ở chỗ này tu luyện cũng đều nhờ vào Tiểu Quân mở lời à? Triệu Vân Hưng nói tới Hồng Quân cũng là mặt mày hớn hở, vui vẻ không thôi. Con trai của học trò mình thực tại đã cho mình quá nhiều kinh hỉ rồi. Hiệu lệnh tứ đại thủ hộ thú ư? Tần Vũ không nhịn được nhớ tới suy đoán của Hồng Mông đại ca. Hồng Quân rất có thể thành chủ nhân của cái không gian này, còn tứ đại thủ hộ thú chính là tọa hạ của chủ nhân cái không gian này. Nghĩ tới đây, Tần Vũ lại không khỏi nhớ tới công kích mới vừa rồi của tộc trưởng Huyền Long thú tộc kia. Chẳng lẽ đây đúng là thực lực của tứ đại thủ hộ thú ư? Nếu là như thế, vậy chủ nhân của cái không gian này thực sự lại sẽ như thế nào đây? Tần Vũ âm thầm suy đoán, trong lòng không khỏi một tia chờ đợi, cũng lại sinh ra càng nhiều nghi ngờ. Hoàn toàn bất đồng với thực lực của trưởng cống giả, lại còn giỏi hơn cả thời không pháp tắc, đây là cái gì? Không nói cái này nữa, đến lúc đó ngươi tự mình đi hỏi Hồng Quân chẳng phải sẽ biết sao? Triệu Vân Hưng ha ha cười to, thật vất vả mới gặp được Tần Vũ, tự nhiên có nhiều chuyện vui vẻ để giải bày tâm sự. Nghe Hồng Quân nói Tam Điện Hạ sớm đã là thần giới đệ nhất thần vương rồi, phải không? Sư phụ tự mình nhận thức là biết mà. Tần Vũ tránh cái vấn đề này, thực lực của Hồng Mông trưởng khống giả không phải người bình thường có thể hiểu được. Uống một hớp rượu, Tần Vũ nói, sư phụ, phụ thân của ta, bọn họ chính là rất nhớ người. Nghe được lời của Tần Vũ, chén rượu trong tay Triệu Vân Hưng rung động một trận. Vương gia bọn họ bây giờ có khỏe không? Mặc dù đã nghe qua Hồng Quân nhắc tới, nhưng đầu tiên bởi vì Hồng Quân rời đi sớm, sự tình về sau cũng không biết được. Hơn nữa, Triệu Vân Hưng đối với Tần Đức bọn họ cũng đồng dạng rất nhớ mong. Có thể nghe lại Tần Vũ nói một lần nữa, cho dù là lặp lại cũng không việc gì. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.